Cú đám thép mà game mình từ gì. Xin chào má tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay là chủ nhật phải không mấy đồng chí? Hôm nay chủ nhật thì chắc chắn mai nó sẽ là thứ hai rồi, ok. Thì trong cái clip hôm nay thì cú đám thép sẽ đánh vị tướng Ricker anh em. Hôm nay là mình nhường vị trí rừng cho đồng chí Khoai. Ok đồng chí, qua đây tôi bảo kê đồng chí cướp cái bùa đỏ này chắc chắn là con sờ lem rồi. Mình thấy con sờ lem đang bùa xanh này chắc chắn này, cái bùa đỏ này sẽ thuộc về cho rừng tay mình anh em. Mình sẽ nhường cái bùa đỏ này cho đồng chí Kho nha. Đó, không ăn nha. Đó, đi cướp bùa là phải nhường bùa cho rừng nha anh em, đừng có KS cái bùa con rừng. Ok, mình qua đây mình cam cái thằng Ngộ Không, mình lụm luôn cái mạng của Ngộ Không luôn anh em ơi. Chắc chắn là Ngộ Không nó sẽ không biết mình úp sọt nó phía sau rồi anh em ơi. Ngộ Không ơi, sư phụ này con làm gì, làm gì, làm gì, bật phá luôn, đến mệt. Chạy đâu mà chạy, cái chiến cơm đầu đã thuộc về cho vị tướng Ricker anh em. Ờ, vị tướng Ricker này thì nói thật với anh em thì mình cũng mới tập chơi được vài ba trận anh em ơi. Lỡ mà đánh combo chiêu thức như thế nào hoặc là đánh ngu như thế nào thì anh em hết sức thông cảm nha. Thật sự với anh em là vị tướng này mình mới tập chơi được vài ba trận. Và quyết định của Slim tem bạn là quyết định là sẽ qua và kéo theo cả vị trí của tôi lên và cướp cái bùa đỏ của rừng tụi mình. Thì pha này mình sẽ xuống đây định mệnh anh sờ liếm, anh chạy đi đâu nữa. Sử dụng cái chiêu 1 và tiếp tục lướt tới, và sử dụng cái chiêu 2 và tiếp tục là sư chiêu 1 tiếp theo, và chiêu 1 thứ 2 và lụm luôn cái mạng của sờ liếm. Và combat đang diễn ra rất là gây cấn luôn, và Richter đang cố gắng chạy và anh ấy quay lại phản đâm, nhưng mà nó đã quyết định quay lại và tiếp tục sử dụng chiêu 1 và bật ngay cho mình cái chiêu 2 và lụm luôn cái mạng của Theonat. Một cái siêu diệt không thể ngờ được anh em. Qua đang còn một giọt máu, một chút xíu nữa là định mệnh teo chim rồi anh em. Quá thơm. Và mình sẽ hồi máu và mình lên mình cam đường rồi lại anh em ơi. Quá thơm. Đây, cướp luôn cái bùa đỏ bùa xanh nó lên đồng chí. Hay quá. Có ăn được không? Và định mệnh rào Ngộ Không định mệnh. Hay quá đồng chí ơi. Quá hay luôn. Định mệnh quấn con sáo trào Ngộ Không nó đứng nó nhìn kìa anh em. Định mệnh nó đứng nó nhìn kìa, quá thơm. Anh em ơi, mình sẽ đẩy cái đường quái này cao lên em. Ngộ Không nó đang lên. Đây, mình tận dụng, chắc giờ nó chưa lên em. Tận dụng mình farm luôn cái đàn quái trong trụ luôn. Đó, bật cái chiêu 2 lên em có thể farm quái. Ê, bậy, định mệnh ngáo chó, trụ nó bắn hai cái. Bậy. Ra chút xíu, Ngộ Không nó đang lên nên em. Nó tàn hình, nó đập cho cái là sắp mặt. Này, bật cái chiêu 2 lên mình farm này. Đó, bậy, Ngộ Không mà, con đừng có giỡn cái sư phụ nha. Sư phụ quánh sắp mặt à. Đây mình ăn con chim nhẹ cái mấy ông chế, ăn chim nhẹ cái. Hôm bữa giờ không ra clip được mấy ông chế. Bữa giờ định mệnh tăng ca quá. Tao nói tăng ca ở công ty rồi, định mà về nhà còn tăng ca nhà nữa. Bởi vậy không có đủ sức khỏe mà làm clip anh em. Đó, làm clip đâu phải đơn giản. Rồi xong rồi, pha này sắp mặt rồi. Ê, quay. What, pha nó ngáo chó quá trời. Và nó xử lý hằng ngáo anh em, rồi giết trả thù, hay quá đồng chí ơi. Và đó mình xử lý hao bị lúng túng anh em. Tại pha đó mình có thể sử dụng chiêu 1 và mình lướt qua trụ mình trốn thoát được, nhưng mà mình ngu quá anh em. Pha đó hơi bị lúng túng nên chết cái pha đó, hao bị ngu. Ê, bậy thôi, bỏ. Thằng Slim nó đang có bùa đỏ, nó đánh rất là khó chịu luôn. Khó làm, ôi hết mana rồi. Pha này lên rồi quét mạng nó được không ta? Chắc là mình nghĩ không được rồi. Pha này lên rồi, chắc không được rồi. Narok bên mình máu đang thấp anh em. Chắc chắn là ăn cái pha này không được rồi. Pha này không được. Ê, có cả Ngộ Không luôn. Pha này mình nghĩ mình sẽ rút. Đây, mày làm gì? Mày làm cái gì? Hù nó chơi thôi anh em. Hù nó chơi thôi chứ định mệnh quánh đấm gì được. Chưa, giờ này chưa có đủ đam chơi đó anh em ơi. Vị trướng cái gì con này kêu gì quên rồi ta. Richter anh em, con này kêu là Richter. Mình cảm thấy là nó là đi đường kinh công, là định mệnh bá chủ đường kinh công, không phải giỡn anh em. Nó trong sổ sứ mệnh mà anh em. Những anh em nào mở sổ sứ mệnh thì có vị tướng Richter này, hoặc là bây giờ anh em có đá quý, anh em có thể đảo vị tướng Richter này nha anh em. Có đá quý bây giờ là đỡ được đó, nhưng mà mình cảm thấy đi đường kinh công rất là ok luôn. Gặp Yuka hoặc là gặp Ngộ Không là không phải sắn lên anh em. Đó, con này chơi nó cũng khá là cầu kỳ đó. Chiêu thức nó cũng khá là cầu kỳ nè. Ở trong bụi nó sử dụng chiêu khác nè, hoặc là ở dưới nước nó sử dụng cái chiêu khác, hoặc là ở trên bờ nó cũng có những cái chiêu khác. Định mệnh nó ráo lắm anh em. Mình mới tập chơi, bây giờ mình không có chỉ được anh em. Đây, mà Ngộ Không mày mất. Rồi cái bà nội cha nó. Má
thiệt tức thiệt rồi. Mày này định mở nó có con chim làm vốn mà nó cay ép luôn con chim là mới chết. Định mở nó sư phụ mày, mày sư phụ nóng à nha ngồi không nha. Sư phụ thấy là không khoái con rồi đó. Định mệnh sư phụ có một cái con chim làm vốn mà con nghĩ sao mà định mệnh con ăn cái sư con chim của sư phụ. Đây 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 đây, lụm ngay con dơi này. Nè nè cay không à, mắt chim là cay không à anh em. Bây giờ mình ăn con dơi này mày ra mày cay ép là mày xác định luôn ngộ không à. Ra đây con dơi nó bị lắc, con dơi bị lắc. Rào mày xác định mày luôn nè. Sử dụng cái chiêu 1 và tiếp tục thả ngay cái chiêu 2 qua lẹn lại và quất cái ulti và tiếp tục bật phá chết luôn nè. Láo rồi, cái tạo láo này anh em. Đợi mệnh nãy ăn mình con chiêu là mình cay lắm rồi, bây giờ nó qua tính cay ép luôn con dơi lụm luôn, quá thơm. Đẩy luôn cái đường mít này cao lên chút xíu. Đây mình về lên mình pha mình đẩy đường kinh công nó cao lên chút xíu. Thì cái con này mình cũng mới trong giai đoạn test tướng thôi, mới đánh vài ba trận thôi, cũng không có biết nói gì nhiều lắm. Bởi vì mình chia sẻ cho anh em cách chơi thì nó nói chung là nó chưa có được gọi là hay cho lắm, anh em thông cảm nha. Thì mình biết sơ sơ về cái chiêu thức cái con này, nó sơ sơ thôi. Cái chiêu 1 của con này, khi mà anh em đứng trong bụi cỏ, anh em tốt nhất là cái con này anh em nên lưu ý cho mình nè. Khi mà nó phát huy mạnh nhất ở trong cái bụi cỏ đó, khi mà anh em đứng trong bụi cỏ, cái chiêu 1 nó sẽ biến thành cái trạng thái màu xanh xanh á. Là cái trạng thái đó nó có thể sử dụng được hot tung nha anh em. Đó, cái trạng thái màu xanh, để lát mình đứng trong bụi cỏ mình cho anh em xem nha. Ok, đây mình nói về cái chiêu 1 trước nha. Khi mà đứng bụi cỏ nè, đó nó chuyển sang cái trạng thái màu xanh ra. Đó, cái trạng thái đó khi mà anh em sử dụng cái chiêu 1 lần thứ nhất á, nó sẽ được hất tung nha anh em. Đó, nó đầy cái cây màu xanh nó sẽ được hất tung nè. Đó, thấy không, anh thấy hất tung không? Đó. Ê, bật cái ulti và lụm luôn cho. Cái mình nói lại cái chiêu 1, khi mà anh em sử dụng lần thứ nhất, nó sẽ có cái trạng thái hất tung. Và anh em nên nhớ cho mình, khi mà anh em sử dụng chiêu 1 lần thứ nhất, anh em cố gắng sử dụng trúng tướng địch hoặc là quái đó, thì cái chiêu 1 lần thứ nhất nó sẽ được hồi lại liền luôn, ngay lập tức luôn đó. Anh em cố gắng sử dụng cho mình cái chiêu 1 trúng tướng địch hoặc quái đó, nhớ nha, thì cái chiêu 1 nó sẽ được hồi lại ngay lập tức luôn đó. Khi mà trong quá trình mình farm lính hoặc là farm quái, mình cảm thấy an toàn thì mình có thể sử dụng cái chiêu 1 lần thứ hai luôn đó. Còn khi mình cảm thấy không an toàn đó, như nó được hồi lại đâu, cảm thấy không an toàn thì mình có thể để cái chiêu 1 lần thứ hai của mình á để lại, để mình có thể đối phương nó có thể truy đuổi mình, mình có thể tháo chạy rút lui nha anh em. Tránh tình trạng anh em sử dụng cái chiêu 1 của nó hết hai lần thì nó được hồi trong trạng thái là 9 giây. 9 giây nó cũng khá lâu đó. Khi mà nó có truy đuổi mình thì mình không có chiêu thức để mình chạy thì nó cực kỳ gọi là tù luôn anh em ơi. Con Richter này nó chỉ có duy nhất cái chiêu 1 để mình tháo chạy rút lui hoặc là truy đuổi tướng địch. Đó, còn cái chiêu 1. Còn cái chiêu 2 thì mình nói về vấn đề cái chiêu 2. Cái chiêu 2 của cái con này, khi mà anh em sử dụng nó sẽ tạo ra một cái vòng đó. Khi nào mà quái hoặc là tướng địch nó trong cái vòng đó, nó sẽ chịu một cái sát thương vật lý rất là mạnh luôn, và đồng thời nó sẽ cho chúng ta là 0.7 giây trong trạng thái vô địch, có nghĩa là trong trạng thái bất tử anh em. Đó, pha này mình sẽ đứng đây mình ca, mình giết luôn hai thằng này này. Nó ăn con dơi này, mày ăn dơi là sử dụng chiêu 1 bật ngay cho mình cái chiêu 2 này. Rồi chưa kịp bật chiêu 2 lụm luôn hai mạng, quá thơm, nhưng mà nó rất lụm luôn anh em ơi. Không sao anh em, cho tạo điều kiện cho bạn rừng nó xanh lên rồi dễ đánh anh em. Đó, vấn đề chiêu 2 là anh em nhớ cho mình là khi mình bật lên thì mình sẽ được trong trạng thái bất tử trong vòng 0.7 giây. Đó, khi mà anh em canh mà đối phương nó dồn đam vào mình á, thì mình có thể bật cái chiêu 2 lên và mình kháng tất cả cái hiệu ứng nha anh em. Đó, sử dụng chiêu 1 và tiếp tục là hất tung, và sử dụng ngay cho mình cái chiêu 2 và tiếp tục là sử dụng ngay cho mình cái chiêu 1 và hất tung đụng mình lụm luôn ngay cái mạng của anh Grack, quá thơm anh em. Dùng hai combo hai chiêu thức là Grack chết luôn anh em. Sức mạnh nó quá kinh khủng luôn anh em. Còn cái chiêu ulti của cái con này thì nó tạo ra một cái vòng rất là lớn luôn anh em. Đã chết mẹ sao lắc với ta. Rồi xong rồi, định mở ăn ngay cái lao cơ khí của con Slim à. Quá khấm anh em. Không sao anh em.
cái chiều cuối của con Ritter này khi anh em bật lên á thì nó sẽ tạo ra một cái vòng rất là lớn luôn. Tướng địch bước vào cái vòng đó nó sẽ chịu rất là nhiều sát thương vật lý luôn anh em. Đó, mình nói chung là biết gì thì mình chỉ sơ sơ cho anh em thôi, chứ thật ra này cái con này mình chơi cũng mấy trận anh em ơi. Thì con này cũng gọi là một con tướng cũng nó cũng khá là cầu kỳ, nó khó chơi chứ không phải là dễ chơi đâu anh em ơi. Anh em phải luyện tập thường xuyên. Con này mình chơi mới có được 3-4 trận vậy đó. Mình không biết rõ cái chiêu thức của nó, nói chung là mình biết sơ sơ, nó biết sao mình nói vậy. Có gì sai thì anh em thông cảm cho mình nha. Ok, mình sẽ tập trung vào cái trận đấu, mình kết thúc game anh em. Giờ đây 10 phút rồi, mình tranh thủ mình ăn cái con rồng bảo chúa là mình quên lên anh em. Thì đồ con này lên cũng rất là đơn giản thôi. Lót đầu thì anh em đóng cho mình cái thương siêu phá đi. Cái thứ hai là cái giày kiên cường, và cái thứ ba là cái giáp lửa anh em. Cái giáp lửa, cái áo tròn thần ga, đúng rồi. Và cái thứ tư là đương nhiên là cái phức hợp kiếm. Và tiếp tục slot thứ năm là cái nanh Fini. Và thứ sáu là cái giáp phục sinh. Ok, đó, nó full dam, nó chơi con này full dam nó mới sướng được. Nếu anh em cảm thấy ở phép nó mạnh thì anh em cái lót thứ sáu thì có thể lên huy chương chơi. Hoặc là bậy. Bên team bạn có ngộ không, nếu mà xanh thì anh em cái lót thứ sáu có thể lên cái khuyên thất truyền đó, tùy theo trận đấu mà lên nha. Ok, mình sẽ cố gắng kết thúc game mình thắng luôn anh em ơi. Con này thì anh em có thể đem theo bật phá hoặc là tóc biến cũng được, không sao hết. Hai cái bổ trợ đó anh em đem theo cái bổ trợ nào cũng được hết á. Nhưng mình nghĩ là đem theo bật phá thì nó hay hơn. Đó, đi solo thì đem bật phá nó hay hơn. Đó. Ok, đây mình vô đây mình đẩy trụ, mình kết thúc game luôn anh em ơi. Chúc tất cả anh em ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bật phá chết luôn này, đó. Đó, anh em xem clip đừng quên like chia sẻ nha mấy chế. Ok, thì chế nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô phá trụ luôn, phá trụ. Mày nè, bật cái chiêu 2 lên, vô trụ trâu luôn. Trời, xong rồi thắng anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bye bye, và hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo. Bye bye.